Con mình tẩy trắng à. Trời lớn dữ rồi mày. Cẩn trần luôn. Cẩn trần luôn đi con. À, chiều rồi lên đi mò hoài có con nào ở đâu mò được mấy con lý tí hay mò gì. Được Thảo đi lên đi.
cởi quần xì xuống luôn. Coi coi. Mai mở phim coi nha. Mai có phim hay coi đó. Chào gì đủ rồi lên. Đi lên nghe em cô. Nghe không? Đâu chiến tích được đâu rồi hả? Cô bây giờ tao nè 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 đây đây còn đây là đó à.
thì lưng ở đây này. À, được rồi. Trời ơi. Mình leo mày xuống nữa coi quýnh chết bây giờ. Bà xách cái cây ra là đừng có trách nghe chưa. Tao nói là phải biết nghe nha mày. Cô lên. Dạ. Nhớ bên đó có bị màu vàng cao quá đấy. À có bị hại. Nó lì quá à. Anh em ơi giúp tôi xuống nữa. Anh em. Anh em ơi. Anh em ơi. Anh em ơi. Chúng ta. Kệ lâu lâu để cho nó điền bữa. Nói hoài đâu nghe đâu, nói chi cho mệt. Lặn xuống, lộn nó nằm lặn xuống. Lặn xuống. Lặn kia. Lặn gì vậy? Như đậu tấp xình đấy, đó, đó, đó lặn gì vậy? Mặt là lặn xuống. Chết đầu luôn. Chết đầu luôn. Nhấp mặt lại chết đầu luôn. Bà mẹ nó coi cái cảnh này chết quá trời. Lăn nước đụng á. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đụng trâu trên đầu cho đen luôn. Trâu như da đen vậy. Ở đây có trọng tài rồi. Khỏi lôi. Trời ơi, trời ơi. Chào tao bến luôn mà. Sợ gì vết bẩn vậy? Nữa. Lấy bừa, khóc bừng quá, khóc bừng quá. Ê,
đi chỗ này ra. Ủa mấy chỗ đó để tôi hốt á. Ủa nhảy ra chẳng nhờ tôi hốt được á. Tùy vô mà sờ lam này. Sao đi tập bơi. Ê. Ê. Dạ. Dạ nè. Cái mía nó cho. Bữa nay cho nó bữa cho đá luôn rồi. Nhiễm nước à. Mấy con